trong tô đây nè, tháng 5 rồi nè, bắt được rồi. Đây, xin chào các bạn. Chúng ta nhìn thấy đây. Con rồi. Cho vào đi, cho vào đi, được rồi, cho vào đi. Được rồi, cho vào. Cây đá rất là to. Kinh nghiệm mà bắt cua đá là nếu như ở nước sâu là sẽ không có nhất, thì chỉ ở trong những cái ngách mà nước nó vừa vừa thôi. Thank you.
Nhanh dễ. Nhanh dễ. Loại này là một chục luôn. Chị chưa? Cua này phải suối nhỏ thì nhiều hơn, suối to. Tức là kinh nghiệm của mình là bắt ở suối nhỏ em. Vâng. Cái cua này thì là nó thường là bắt mấy giờ tối thì là nó ra nhiều nhất em? Thì khoảng 7 giờ. 7 giờ là cua nó ra nhiều đúng không? 7 giờ cua ra nhiều. Thế và mình bắt ở những cái suối nhỏ thôi chứ cái suối to thì nước nó nhiều thì sẽ không có đúng không? Suối to là nước nhiều, nó không có. Kinh nghiệm là bắt ở cua ở những cái suối nhỏ, những cái suối to quá thì cua nó không có. Đấy không này nó mất hết cống. Không dắt lâu nó không có gì hết chân là đi. Không phải, chúng đó đi lấy số 8 còng chân nó lại đi. Gia vị hấp cua núi. Gia vị hấp cua núi là mình gừng với cả con lê nó chửi chưa? Gia vị hấp cua núi là gừng và sả. Ai ăn được ngay thì cho một cân ớt vào nữa. Nó biết vào nồi nó chạy. Đấy, đẹp quá. Tắm Hà Nội nhá. Cua tắm bia. Cua tắm bia không chạy. Được rồi, ok. Hà Nội. Mày dẫn cho ông Vinh. Bây giờ hấp khoảng bao lâu được nhỉ? 15 phút. Hấp 15 phút à? Nhưng mà cua đá phải nấu bằng bếp củi nhá, mới ngon nhá, đặc sản nhá. Nấu bếp ga không ngon đâu. Đây, cái thẳng tươi hóa cũng đây. Rất là ngon luôn. Cua rất là vàng và ngon. Hấp với bia. Tập nhau đi bán nhỉ. Rồi cái cua đá lên mâm rất là ngon luôn. Nó có màu vàng. Nó có màu vàng. Màu vàng đỏ đỏ. Có thơm thôi chứ không ăn xả đâu, phải xả nó thơm. Xả nó đi thơm thôi. Ngon, ngon, tuyệt vời không? Ngồi béo ngậy bên trong nhỉ? Béo ngậy luôn. Cạch ngon chưa? Cạch quả là con này cạch.